Rồi, bây giờ Đức con sẽ đánh vần nhá. Đọc cái bản này cho cô. Và Bi nhấn trọng hẹp. âm. Đánh vần đúng nhá, đọc chậm thôi nhá. Lại từ đầu nào. Behave. À, không phải behave. Con sẽ đánh vần này. A, I này. A, Behave. H, A. Đúng ạ. Have. Đấy, Behave. have. Tiếp theo là đúng không? Sắc hay behave. Behave. Đúng rồi. Không bị không phải là behave mà là behave. Behave. Rồi. Tiếp nha. Đánh vần tiếp a. I'm afraid. Afraid, âm đuôi của con nữa, con thiếu. Đúng rồi. Cố gắng âm đuôi cho cô nha. Ví dụ như là hay hoặc là cái từ behave là cái âm vờ ấy, là con phải rung cái độ của cái môi một chút xíu nha, và hey behave nhấn trọng âm lên là hey, nhấn lên behave behave đúng không ạ? Thế còn cái từ kia là Behave. afraid, afraid là Afraid. âm phải under đúng không ạ? Afraid đó. Afraid. Bật âm đuôi lên nhá. Afraid. Afraid. Đúng rồi. Khi mà đọc cô, các bạn hãy đọc to lên để cho cái âm thanh của mình được thoát ra, và khi mà cái năng lượng của mình nó khỏe thì sau này các con đọc nó cũng rất là khác hẳn. Đúng không? Mình là đọc lý nhí trong mồm thì nó không thoát được âm đâu. Tiếp con. Đánh vần tiếp đi con. Đức. R, r, ray. He's Nhớ âm r cong lưỡi lên raining. nha. R, He's r này. A, erase. raining. Con He's erase. raining. He's Đúng rồi. Liệt từng âm. R, r, a, raining. r, He's ray. Raise, raining. raise, erase. He's Đúng rồi. raining. He's raining. Tiếp. A, và a, vây, sắc gì nhỉ? Vacancy. À, để ý nha các âm nhá. V A sắc gì à? Vậy bật hơi ra nè. Vacancy. 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 Đúng rồi, bật âm kha ra. Vacant. Vacant. Vacancy. 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 Đúng rồi. Để ý các âm nhá, đánh vần nhưng vẫn phải đọc đúng âm nhá. A V Hey. Vậy. A. Sắc gì nhỉ? Vậy. Đúng rồi, tiếp. Con đánh vần. Vacancy. Rồi, tiếp 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 của cái từ này đi con. Đánh vần tiếp nè. Tập trung, Đức. Bỏ tất cả những cái không liên quan đến trong học giờ học nhá. Available. Rồi, available. Available. Rồi, tiếp. Debate. Debate. Đúng rồi. Debate. Phương bé nhớ nhẩm theo nhá con nhá. Các bạn cũng nhẩm theo nhá, tại vì đánh vần là cô trước cô Create. đánh vần cho các con rồi, dạy đánh dấu rồi, nhưng bây giờ cô sẽ chi tiết từng các âm tiết đánh vần đọc như thế nào cho nó thật chính xác âm chút xíu hơn, chút xíu tốt cái âm của các con hơn nhá. Các bạn hãy luyện nhá. Tiếp nào. Create. Có âm k và âm r nhá. K r k r này, Agree. k xong bật bật âm k vào chữ r, uốn lưỡi lên. K Correct. cree đúng không? Cái chữ âm này Create. dấu huyền đúng không? Là cree. Create. Eight. Eight. Create. Cô ngày xưa em đọc cái từ này cứ là crack. Thế bây giờ viết phiên âm con thấy tự tin hơn và thấy thế nào? Vui nhộn. Ừ. Rồi, tốt lắm. Bây giờ con làm tiếp nhá. Create. Nhớ Create. bật âm đuôi lên nhá. Bạn Trúc nhẩm theo nhá, không ngồi chơi game nhá. Con ngồi Create. chơi game không Tiếp nhá, create. phải là cứ ngồi nhịch như Rồi, tiếp nào. Bạn Phương và bạn Duy cũng tập trung nhẩm theo nhá. Này Phương này còn xinh thế, đầu đẹp thế. Tóc hôm nay là trông như là tiểu tiểu long nữ nhỉ. Tiểu Long. Lý Ừ, Tiểu trông Long. giống như là tiểu long nữ ấy. Xinh ơi là xinh. Cô sẽ không phải là Lý Tiểu Long. Để Tiểu con Long là bỏ con qua. trai, người ta là con gái, xinh như thế kia mà bắt người ta làm Lý Tiểu Long.
Rồi tiếp nha. Đánh vần tiếp đi con. Vâng. Cree, thờ creation cree nhá. Thờ y cree. Đúng rồi, creative hoặc là creative. Đúng không? Có hai cách, một là creative hoặc là creative. Rồi tiếp đi con. Favorite. Đúng rồi, favorite, nhấn cái từ phẩy lên, phẩy, Phải. favorite. Favorite. Đúng rồi, Decade. rồi Stationary. nào, khẩu hình nhá, để ý cô khẩu hình nhá. Xì ơi ở mét này, stay stay sure, chu Stationary. môi của cái âm sờ mắc đít dài này nhá, stationary, stationary, Stationary. 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 Đúng rồi, stationary. Stationary. Đúng rồi, tiếp con. Fashion. Facing, Fashion. sing âm s xì xì bè miệng ra xì hơi, facing. Fashion. Fashion. Rồi tốt, Phương bé nào. Đấy, tức là cách luyện như thế nha Đức nha. Để ý từng âm một cho cô như vậy nha. Bạn Phương bé đâu? À đây, cô sẽ cho con từ này. Đồng ý cô. Nào, con đánh vần Ừ. nha. Sir e c Quá sắc gì nhỉ? C sợ ý n Huyền. nờ ơ Mờ ơ. nờ Đây là âm ơ nhá. Mờ ơ mơ 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 Huyền. huyền mơ Vậy là mình sẽ xì miệng hơi mờ và mình đẩy âm S nhá. Răng khép mờ lại và con bè miệng sang hai bên này. Si. Si ngân lên này. Ngân và nhấn mạnh lên này. mờ Si. Nờ mờ. Si nờ mờ. cinema Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đọc nhanh nhá. Si nờ mờ. cinema Đúng rồi. Bây giờ nhá, con lại tiếp tục từ thứ hai này. Ik. Ik. Ik, đúng không? Ik. Ik. Và tiếp theo là răng khép lại, miệng bè sang hai bên là xì âm S này. S Sick. Think. Đúng rồi. Bây giờ âm y ngắn thả lỏng cái âm y ra là sick. Think. Đúng rồi. Tiếp nha, mình lại đánh vần này. V E V gì nhỉ? V. Dấu có dấu gì đây, dấu 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 đây thì mình thêm dấu gì nhỉ, dấu sắc đúng không, v sắc gì. Với vi sắc ví. Rồi còn Ví. các cái từ còn lại thì đánh dấu huyền đúng không, thì là gì, eat Vâng. eat it the it this huyền This visit Z visit Z visit. Visit Đúng rồi, Visit tiếp. Đây là có cái dấu phẩy trên, con sẽ đánh những cái âm nào mà đằng sau cái In dấu phẩy đấy thì là con sẽ đánh dấu sắc vào là in sắc gì. Inside Đúng rồi, và các âm còn lại con đánh dấu huyền. Vâng. Phờ nhá, âm phờ này, âm phờ là con răng, hai răng con hơi khép lại một tí này, chạm lại con phì hơi ra này. Phì. Phì. Nịt. Nịt. Vì mình sẽ ghép lại là gì nhỉ? Infinite. 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 Đúng rồi, in ngân lên. In. Infinite. Infinite. Vâng. Rồi, tiếp nha. Y. Cái này không có Xin. dấu đúng không? Không có dấu tức là gì? Không có gì cả. Và nó chỉ là có một duy nhất là đọc Vâng. không có dấu. Đúng ạ? Một từ thì nó sẽ không có dấu. Bởi vì nó chỉ duy nhất nó là con một trong gia đình rồi đúng không, thì nó không, ví dụ như là có hai anh em hai âm tiết cơ thì nó sẽ là anh cả anh hai đúng không, chị hai chị ba đúng không, nhưng bây giờ con sẽ thấy ở đây là nó chỉ có một thôi và nó chỉ là duy nhất thôi, thế đâm ra mình sẽ không đọc có dấu gì cả và mình đã đánh vần như bình thường là it it
Ê, sợ bắt ít. đầu mình nhớ cái khẩu hình âm S này. Răng khép lại, xì hơi ra là sit. Xịt. Sit. Đúng rồi. Và y này y thả lỏng miệng Xịt. nhá. Y này nó sẽ không phải là y căng mà mình sẽ là y thả lỏng. Sit. Sit. Xịt, 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 Đúng xịt. rồi. Bật âm đuôi lên. Sit. Các bạn còn lại Xịt, luyện tập xịt. nhá. Các bạn hãy cùng luyện tập nhá với cả bạn Phương bé nhá. Mặc dù rất dễ nhưng mà các bạn đôi khi vẫn phải để ý các âm. Ví dụ như âm xì hơi, âm bật hơi, âm cái khẩu hình của nó ra làm sao nhá. Các bạn vẫn phải luyện đấy. Được chưa? Và tiếp này. Phương bé cũng sẽ tiếp này. Y, khờ y. Xong đẩy e ra là khờ y kiss. 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 Rồi, tiếp nha. Rồi y. Xong đẩy s này. Reese. Xong đợi cuối cùng là âm gì nhỉ con nhỉ? Âm cuối cùng của nó là âm gì con? Reese. Và cuối cùng của nó là âm đúng không? Con nhìn thấy tự theo thứ tự không? R-E này. Xong đến đẩy S này. R-E. Re đúng không? Xong đẩy S ra là Risk. Xong rồi. Đúng không? Vậy là Risk. 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 Đó. Đúng rồi. Đấy nhá. Thế là về các bạn vẫn phải luyện tập đánh vần cho cô nhá. Các bạn còn lại cũng vậy nhá. Các bạn còn lại cũng luyện tập đánh vần như vậy nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần về IPA của ngày hôm nay nhá. Cô, Ơi. cái bạn tên Mr. Beast là bạn nào ấy cô? Bạn Linh hả? Con là Bạn, cái Linh bạn không? tên là Mr. Beast đi cô. Làm gì có bạn nào tên là Vít Vít nhỉ? Đấy, em bảo là Mr. Beast vào đi. À. Hình như là của Duy hay sao nhỉ? Mr. Beast. Bạn Duy đấy. Người nước ngoài cô. Đấy, Ủa đấy là cô sao đấy là một cô đấy là một YouTuber rồi. hôm nay bà Cô mượn đây con, nổi tiếng nhất mẹ thế đâu giới con, vào học. à đây mẹ vào đây rồi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ luyện nhá, lúc đấy là cô sẽ vừa kiểm tra qua cho các con về các cái đánh vần nhá, trong đó thì bạn Đức vẫn phải đánh vần cho cô nhá, gửi bài thường xuyên nhá, cả bạn Phương bé cũng thế nhá, các bạn còn lại cũng luyện được đánh vần càng tốt nhá, và đọc để ý các âm các khẩu hình nhá. Nào, bây giờ bạn nào có thể đánh vần từ này nào? Chấm một chấm ở trong khung chat cho cô nhé. Bạn nào có thể đánh vần và đọc từ này được cho cô nào? Bạn nào đánh vần được chấm một chấm cho cô? Và giải thích cách đọc của câu này. Bạn nào giải thích được nào? Chấm cho cô để cô gọi nào. Hoặc là bạn nào xung phong, giơ tay lên cũng được. Phương, lớn, con có thể đánh vần được không? Con có Em thể sẽ đánh giải thích được cho cô cách đọc của cái âm này được không? Bật mic lên con. không? Không biết nữa. À, ok, Thanh Trúc nào. Hình như là từ Carriage đúng không mẹ? Bây giờ con sẽ giải thích đi. Bây giờ trước Thì tiên là ta sẽ xác định cái con gì và cũng âm này đánh vần ra làm sao với các âm này đánh vần ra làm sao? thì con đầu tiên là con sẽ đánh dấu sắc của cái từ khó, xong rồi từ đằng sau rồi con đánh dấu huyền này từ range, bật âm chờ đằng cuối thành current Rồi, đúng không mẹ? chính xác, chúng ta xác định đâu ở chỗ nào cái âm nào là cần nhấn đúng không? Mà âm cần nhấn thì đứng sau cái dấu dấu phẩy đúng không? Thế thì mình đã nhìn thấy dấu phẩy đây rồi đúng không? Và cái âm cần nhấn chính là ở đằng sau nó đúng không? Thế các bạn đã nhìn thấy âm này chưa? Đấy, chính là cái âm kr đúng không? Và tiếp theo là cái âm a k k k đúng không? K đúng không? A k đúng không? Và tiếp theo này.
ơ u này, ô rồ, rồ ô Mẹ ơi, con đau bụng quá. rồ, thì mình sẽ đọc là gì? Rồ Huyền rồ, mình sẽ đọc là gì nhỉ Trúc nhỉ? Sao? Mình sẽ đọc thành Karen. Không phải courage. Đánh vần lại nào, đánh vần dấu nào. Courage. 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 Có số. Courage. Courage. Nhá. Bây giờ tiếp nha. Đấy là mình sẽ đánh vần đúng không? Của cái âm này nha. Cis dancer. Rồi, hôm nay mình sẽ đi vào âm này. Âm này thì chúng ta sẽ là gì? Đây đi. Không nghịch thế. Âm này là gì? Miệng O. Nhưng mà đọc thành A. Các bạn nhìn thấy nó giống như cái A lộn ngược không? O. Và nó sẽ âm ngắn thôi. Môi nhá. Chúng ta đẩy nhẹ về phía trước và hàm cằm đưa xuống, đúng không? Đấy. Và phát ra một tiếng từ sâu trong cổ họng, tức là mình kiểu như miệng chữ O nhưng mà phát âm thành âm A và thật ngắn hơi, dứt khoát rồi. O. 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 Nào, bạn Đức đọc nào. O. Bạn Trúc nào. Đúng rồi. Đọc là o. Miệng tròn ra một chút xíu. O. Đúng rồi. O. Tức là nhớ là khi mà miệng o nhưng mà đọc thành a nha, và đọc một câu dứt khoát, một cái hơi, một cái âm phát ra thật ngắn thôi và dứt khoát. O. Nào, bạn Phương lớn nào. O. Đúng rồi, bạn Duy làm tốt rồi đấy. Và bạn Huyền Anh và Phương Phương bé nào. Bạn Huyền Anh đâu? Bật mic lên nào. Vâng Mà ạ. miệng chữ O nhưng đọc thành chữ A nhá. Và đọc một Dạ. phát âm đang thật Dạ. ngắn và dứt khoát rồi. À. Dạ. Con thôi cô nào. À. À. Tiếp Vâng nào ạ. bạn bè. Đúng rồi. Là bạn Linh nào. Bạn Gia Linh nào. Miệng chữ O nhá. Nhưng mà con thay phát âm thành A nhá. Đúng rồi. À, đúng rồi. À, chị Lan nào. Bật cao lên cho em nhé. À. Cái máy này làm sao bật từ nãy giờ không thấy cả. Dạ, thì chắc là nó bị lỗi rồi. Không sao. Cô Bởi vì khi em nhìn khẩu hình em sẽ chỉnh cho mọi người luôn ấy. Đã Linh ơi, ra chỉnh cho mẹ với. Tức là miệng o nhưng mà đọc thành a. Và đọc ngược a. Đó. Thì các bạn hình dung ra vậy nhé. Chưa? Và tiếp âm này này là cái âm cũng có độ rung ở cổ họng nhá. Hai cái âm này đều có độ rung nhá. Và môi cũng đẩy như vậy luôn, khung tròn hơn cái âm kia. Đúng không ạ? Và tiếp theo cái hạ lưỡi xuống và hạ thấp cái đầu lưỡi xuống, phát âm dài hơn rồi. Giống hệt như vậy luôn. Phát âm thành âm A nhưng mà đọc kéo dài rồi. Cô Bạn Đức nào? cô Giống hệt như lúc nãy nhưng mà lúc nãy là mình cả. Đúng không? Kia mình. cô từ Thấy bỏ chưa? với cô Lan, cô từ bỏ với cô Lan trên À cái quên, bàn, sorry. có cái nút vàng này không cô? Mà miệng được chưa? Đây này, tức là hạ lưỡi xuống, hạ thấp cái đầu lưỡi xuống nhá. Được chưa? Tròn hơi một tí. Phát dài ta. Chưa?
Bây giờ nhá, chúng mình sẽ đi vào từ này nhá. Cô Ơi, sao thử con? bảo cô Lan, cô thử bảo cô Lan ở trên cái chỗ camera này có cái nút gà không? Lúc con không biết cái nút này là gì, con gà sang ấy nó cũng đen xì như thế rồi. Thế à? Vâng, đây con. Cạt kiểu gì con? Là có cái nút trên camera này, ở chỗ camera này đúng không cô? Thì cô gạt lên. Cô gạt. À cô cảm ơn nha, đúng rồi, ở trên trên máy tính gần cái camera là có nút gạt đúng không? À, đúng rồi. Rất là siêu Ok, nhân ok giỏi. bạn Đức giỏi thế. Bạn Đức bố là IT À thế à, gì đúng rồi, không biết là ai gạt. Chắc em nào gạt cái nút đấy của Bottle. cô. Box. Chocolate. Mình nghe lại nhé. Bottle. Box. Chocolate. Clock. Coffee. Copy. Cost. Cross. Doctor. Dog. Gone. Got. Holiday. Hospital. Hot. Job. Lock. Long. Lost. Lot. Not. Off. Often. Ok, mình sẽ nghe lại một lần nữa nha. Bottle. Box. Chocolate. Clock. Coffee. Copy. Cost. Áo này để đi đây. Cross. Doctor. Để chị chạy xem đi. Dog. Gone. Got. Holiday. Hospital. Hot. Job. Lock. Long. Lost. Lot. Not. Off. Often. Rồi, bây giờ nha. Mời Thanh Trúc đọc trước nào. Dạ vâng ạ. Bây giờ nha, mình sẽ Vâng. âm này nha, mình sẽ đọc. À. À. Bother. 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 Tự nhiên mẹ lại lại Bother. bother 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 Địt mẹ em ơi. Bother. Đang học với tôi cái ấn tắt máy rồi. Ai lại chỉ bậy trong lớp đây? Dạ con quên tắt mic. Bạn Thanh Trúc cô. Thanh Trúc tại sao lại chỉ bậy thế? Bạn ơi đi con đang học tự sư mê mê cứ đi tắt máy con đi. Ừ, như là đấy là con lại chửi em. Không được đâu nha. Nào, đọc nha. Bother. Chả hiểu tại sao hôm nay nó lại hiện ra này. Loạn hơn rồi. Bother. Bother. Chúc. Bother. Bother. Ark. Box. 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 Ark. Đúng không?
là o o o khờ đẩy hơi ta này. Box. 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 Rồi tiếp này. Box. Chocolate. 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 Chalk. Bật âm kha ra xong rồi lật. Chocolate. 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 Không có chữ cờ. Nó là chalk. Chalk. Bật âm kh thôi. Chocolate. Đúng rồi. Chocolate. 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 Tiếp. Chocolate. Clock. Clock. Bật âm kha ra. Clock. Đúng rồi. Clock. Coffee. 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 Rồi, tốt. Coffee. Bây giờ đến Gia Linh nhá. Potter. Potter. Chị đang học mà. Potter. Cop. Đây con đọc lại cái từ tiếp theo này. Coffee. 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 Bật âm phở ra. Copy. 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 P. Copy. Đúng rồi, giỏi. Copy. Tiếp nha. K. A. Cost. Cost. Đẩy S à. Cost. Cost. Rồi, tiếp. K. Cross. 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 Rồi. Cross. A. Doctor. Doctor. Dog. 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 Doctor. Dog. 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 Đúng rồi, chính xác. Rồi đến bạn Phương lớn nào. Bạn Phương lớn nào. Tiếp nha con, tiếp của cái từ này luôn. A. Gun. 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 Đúng rồi. Tiếp. Gun. Got. Bật âm đuôi lên con. Đúng rồi. Tiếp. Holiday. 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 Tiếp con, Phương ơi. Chỗ này, từ này nữa này con này. Bệnh viện này. Hospital. Hospital. Yêu cầu nha, mở cam nha, không tắt cam nha. Hospital. 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 Con đẩy S à. Hospital. 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 Thở. Âm O. Hospital. 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 Hình như là mạng bên nhà cô bị lag hay sao nhỉ? Các bạn thì có nghe được không? Em vẫn nghe chứ. Thế à? Thế chắc là mạng của bên bạn Phương bị lag hay sao ấy? Phương đọc được không? Hospital. Có. Hot. Đợi con đi. Ừ. Con đang ắt cái nhà hôm nay mẹ con bận. Rồi, thế con nhận nhau nhé. Bây giờ bạn Đức đọc nào. Đây ạ. Đây. Bạn Đức đọc nào. Vâng. Hot. Đây đây, chỗ này. Tiếp của cái từ này. Hot. Bật âm T đây. Hot. Hot.
Rồi tiếp. Job. Âm đề ba. Job. Nào, âm đề ba này, môi của con này. Đúng không ạ? Job. Cái lưỡi của con job. Nhá, để lên trên này. Đúng không ạ? Để lên trên job. Này, bật âm D này. Job. Chuyển theo âm Z này và giật một tiếng dứt khoát này. George. Job. 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 Đúng rồi. Đúng rồi. Âm bờ nhá. Job. 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 Đúng rồi. Lock. 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 Rồi tiếp. Long. 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 Tiếp. Lost. Lost. Để S ra. Lost. Lost. Đúng rồi. Not. 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 Rồi, bạn Huyền Anh nào. À, có thưa con ạ. Bottom. Không, cái này. Off. Bảy một khẩu ra. Off. 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 Often. Often. Đúng rồi, tiếp ở trên nào. Bother. 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 Rồi. Bother. Tiếp. Box. Đúng rồi. Tiếp. Chocolate. Âm chờ. Chocolate. 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 Đâu rồi? Đây này con này. Coffee. À, copy. Sorry. Copy. Tập luôn nó. Copy. Copy. Bạn Phương bé đọc đi con. Copy. Copy. Đúng rồi. Copy. Tiếp. Đây, o. Xong là khờ o, xong đẩy s ra. Cost. Cost. Cops. Đúng rồi. Cross. O. Cross. 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 Cause. Rồi, daughter. Daughter. Dog. Dog. Tốt. Rồi, đến thôi. Anh Duy nào. Anh Duy nào. Đi đọc cái con ơi. Tiếp của từ này này. Đây này. Duy ơi, bật mic lên con. Duy còn đấy không nhỉ? Ờ, Duy mất rồi à? Trình Lan nào? Chắc là mạng bên kia bị out rồi. Chị đọc gần. 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 Đúng rồi. Gần. 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 Đúng rồi. Gần. Holiday, hospital, holiday, nhấn chữ ho, ho lên, holiday. Đúng rồi, holiday, 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 hospital, 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 đúng rồi, hospital,
Đúng rồi. Hot. Tốt. Chop. Âm thứ ba này. Chop. Đúng rồi. Chop. Lock. Long. Lost. Not. Tốt. Off. Tốt. Often. Rất tốt. Em thấy chị Lam tiến bộ rất là nhanh. Chị nói luyện nữa thì sẽ rất là nhanh đấy, bởi vì chị nắm bắt được cái vấn đề rất là tốt, bởi vì ví dụ như là những cái âm đuôi này hoặc là chỉnh âm chị rất để ý và chị sửa ấy, như thế là rất là tốt. Sau này chị cố gắng tập cho em Google mấy cả cái cắt cắt nhiều vào ấy thì nó sẽ lên được cái của chị rất là nhiều, bởi vì bản thân em bây giờ em phải luyện rất là cũng vẫn phải luyện mà, bởi vì luyện như vậy thì mình sẽ chỉnh âm tốt hơn, mặc dù là cô giáo chỉ cho mình là như vậy đấy, lưỡi là như vậy đấy, nhưng mà để đến khi mà vào đọc ấy thì phải luyện tập, bởi vì không có cách nào khác cả đấy. Mà cái này cô giáo chỉ hướng dẫn trên lớp, chứ còn đâu là mình có hướng dẫn rồi, nhưng mà cái cấu tạo lưỡi và cũng như là cái cách mọi người tiếp thu khác nhau ấy, thế nên nhưng mà để mà phát âm được thì mình phải luyện thôi đấy, không có cách nào cả. Mà bây giờ mình luyện không thể nào lúc nào cũng trực 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 để mà cô giáo lên lớp dạy mình được, đúng không? Thế mình luyện với 365 với cả Google mà luyện ra được cái đấy, mà máy mà nó bắt được thì ít nhất chị phải được đến 80-90% người bản xứ người ta hiểu chị rồi. Đấy. Đương nhiên là trong cái IBA này ấy, kể cả những người dạy giỏi, dạy siêu, người ta cũng chỉ được 50-50 thôi. Cũng chưa làm sao mà phát âm chuẩn thì cũng chưa chắc đâu. Nhưng mà 50-70 đấy là quá ok rồi, bởi vì nó đủ để cho gọi là mình phát âm người ta không bị nói ngọng rồi. Đấy. Và đồng thời nữa là khi mình nói được cái phát âm IBA thì cũng như cái khả năng nghe của mình cũng tốt hơn ấy. Thế đâm ra là cái này thì mình sẽ song hành. Đấy, tại sao mà em vẫn vừa kết hợp, tại sao mọi người bảo là sao không học IP luôn, đi một lèo đi, xong là đánh vần một lèo đi. Thực ra thì cái đấy cũng được thôi, nhưng mà em muốn là mọi người kết hợp luôn ấy, vừa là kiểu trong lúc quá trình luyện phản xạ này, vừa là luyện cái IPA này, vừa là luyện đánh vần này, em sẽ đan xen vào ấy, để những cái các từ xong mình sẽ thực hành với nhau, mình sẽ đỡ cảm thấy nhàm chán, và cũng như là mình thực hành, cũng như là nó sẽ mỗi thứ một tí. Đấy, xong đấy mình sửa dần, bởi vì để mà đọc hẳn một cái IPA chuẩn ấy, em nói thẳng luôn, mất rất nhiều thời gian luôn. Đấy, mà cái đấy là phải luyện thôi, chả có cách nào khác cả. Thì mọi người cái này thì là em cũng nói luôn là cứ mưa dầm thấm lâu. Đấy, bằng cách là mọi người chỉ có cách luyện tập thôi. Đấy, và em sẽ đan xen những cái này vào những cái câu hàng ngày giao tiếp này. Đấy, cũng như là cái đánh vần nó cũng rất quan trọng nhá. Đánh vần để chị đọc nhấn trọng âm đúng. Đấy, sau đấy thì chị cái câu giao tiếp là em sẽ nhìn theo tác giả để mình học cả ngữ điệu luôn, đúng không? Và cái những câu thông dụng hàng ngày luôn. Thế nhưng mà còn IPA này thì nó lại hướng cho chị là những cái âm tiết để chị cải thiện trong cái phát âm hơn. Đấy, thì em đan xen như vậy, mỗi thứ một tí, thì để cho mọi người thực hành trong cái bài câu nói của mình luôn. Đấy, thì mọi người cố gắng là học chỉ có cách thực hành thôi. Là như vậy, học phải đi với hành, không có cách nào cả. Thế đâm ra là mọi người càng gửi bài đều ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là còn hơn là cái việc mà lâu lâu mới gửi thì nó sẽ làm cho mình mai một đi ấy. Nhưng mình học mình phải chăm gửi bài thì mình cũng sẽ tiến bộ đấy nha Đức nha, cố gắng gửi bài cho cô nhá, con là rất nhanh rất thông minh đấy, bây giờ con chỉ cần chăm nữa là con sẽ vượt bậc rất là nhanh luôn nhá. Đấy, chăm nói cái lưỡi nó cũng mềm ra, cảm giác nó mềm, nó đỡ cứng ngượng. So với cả thực ra bây giờ tính ra là lớp mình có bao nhiêu buổi đâu, mới có 30 mấy buổi thôi, tính ra một tuần có 2 buổi đúng không? Nhưng mà mình biết tại sao là mình chỉ cứ nhìn lại cái video trước đây của mình đúng không? Cái lưỡi của mình đọc nó rất là cứng, nó rất là thô và nó rất là trơ đúng không? Thế nhưng mà sau bao nhiêu buổi đấy mình hàng ngày, chị thấy không, hàng ngày mình cứ luyện tập mình gửi bài như vậy, và đến tận so với số buổi bây giờ tính ra là chị chắc là được một hơn tháng gì đó đúng không? Nếu mà tính tổng số buổi, nếu học đều đặn tức là 30 mấy buổi thôi, nhưng mình đã thấy là cái sự cải thiện rõ rõ rệt đó. Đó là gì? Chỉ có cách đó là mình gửi bài hàng ngày đấy, mà phải đặt một cái kỷ luật ngày nào mình cũng gửi thì nó sẽ tiến bộ hơn đấy. Chứ còn bây giờ để mà phát âm luôn, em nói thẳng luôn, em đây nhiều khi học cũng phát âm tè le tè lưa, ngày nào cũng học mà còn nhiều khi còn sai tè la tè lưa, em nói thẳng luôn em vẫn sai mà, nhưng mà mình cứ luyện dần thôi đấy. Và cách hiệu học hiệu quả nhất nhá là mình hướng dẫn người khác, mình hướng dẫn người khác là mình sẽ nhớ lâu hơn, và đồng thời mình cũng chỉnh sửa trong quá trình mình phát âm luôn đấy. Kể cả chị ở nhà chị dạy 2 đứa luôn, hướng dẫn đi, không đừng có đợi giỏi hãy hướng dẫn. Thực ra là mình cứ hướng dẫn thôi, mình cứ tự tin lên, mình hướng dẫn, mình luyện tập vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn ấy một cái sườn, một cái kiến thức, sau đó thì là
cả hai cùng 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 luyện tập đấy. Thì ở nhà chị đừng đợi mình giỏi hướng dẫn các con, mình cứ học cái gì mình biết cái gì mình chia sẻ kiến thức cho con mình vậy là được. Và hàng ngày mình luyện tập với các con thì thứ nhất là mình đồng hành với con, thì con cũng sẽ tiến bộ hơn, con cũng sẽ động lực hơn. Đấy. Thì cứ hướng dẫn cả các bạn bé nhé, kể cả bạn Khánh Ngọc cũng thế, bạn ấy cũng rất là có năng khiếu đấy, mới bằng tuổi thằng cu con nhà em, nhưng mà em qua mấy lần bạn ấy đọc rất là tự tin này, rất là có năng khiếu trong cái học tiếng ngoại ngữ đấy. Nào bây giờ tiếp nha, bây giờ bạn Trúc nào đọc cho mẹ hàng trên cùng nào, âm này là âm o dài nhá, o o o sorry o o Anh này đầu đầu bị biêng biêng ấy, o cái này âm này là nhá âm o o nhưng mà có chữ l vào o o o âm này âm o cái chữ âm l này là âm o này o này thì âm là âm o ồ ồ ồ ồ đúng rồi tiếp bò 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 cái này âm là âm bò bo ồ nhé bởi vì âm này nó như kiểu chữ ồ đằng bò sau ấy bò bò tiếp bò bò khờ 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 ở của trong ô Core. khâu Tiếp đi con. pha 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 Four. nhưng mà đây là âm âm ô đây là này Nó có chữ O đằng sau nữa nhé. O. pha Four. pha Dính chưa? pha Four. Four. khâu khâu Four. khâu Rồi tiếp bạn Huyền Anh nào. Thanh Trúc bật cam lên. Anh còn đã. Âm này là âm were were Wow, wow. Đúng rồi, Bò. để cái lưỡi âm ồ để ra ngoài xong là ồ. Wow. Bò. Đúng rồi. Bò. Hoặc là water. Water. Đúng rồi. Talk. 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 Đúng rồi. Talk. Walk. Walk. Autumn. Autumn. Đúng rồi. Đến bạn Đức nào. Wow. Đây 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 đây. Wow. Star. Star. Caught. 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 Tiếp. Daughter. 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 Tiếp. Caught. Taught. Taught. Bought. Bought. Tốt. Tiếp đi con. Trot. 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 Để lưỡi âm thờ nhé. Trot. 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 Father. Fighter. Father. Fighter. Tiếp. Warm. Warm, đúng rồi. Wow. Barn. Corner. Barn. Corner. Connor. Nhấn âm khờ lên, nhấn trọng âm là âm khờ nhá. Nhấn ở cái chữ âm Corner. Connor. Corner. Rồi ra đến chị Lan nào. Hàng trên này nào. Chị đọc nha. On. On. Ồ, đúng rồi. All. Ồ. All. Đúng rồi, để lưỡi ra đúng rồi đấy chị. Ball. Ồ,
B-O. Ball. B-O. Để lưỡi ra. Nhưng Ball. mà không hạ lưỡi xuống là được. Để lưỡi ra nhá. Xong còn đạo đao cái họng xuống. Ball. O. Ball. Bò. Ball. Đúng rồi. Con. Con. Pearl. Đúng rồi. Con. Phone. Đúng rồi. Tone. Đúng rồi. Chị hình dung ra cái lưỡi đấy là đúng rồi đấy. Tức là để lưỡi lên trên nhưng mà đao cái giọng xuống là chữ ồ xuống là được. Thấy không? Thôi. Ví dụ như là thô nhá. Mình đọc là thô như này không được. Mà thô. Đao cái giọng để lưỡi lên trên nhưng mà lại đao giọng ồ xuống cho em. Thô. Đó là được. Rồi. Thôi. Đến Gia Linh nhá. Gia Linh rất là hăng hái. Xung phong phát biểu. Mà Gia Linh có vẻ học nhóm này thấy mọi người gửi bài, đâm ra con cũng rất là đều đặn gửi bài, rất là chăm. Con bắt đầu lấy lại khí thế ngày xưa của con rồi đấy. Chăm trở lại rồi đấy. Đọc cái Nào, thứ bắt hai đọc nhé. Đây, từ này. What? Wow. Wow. Để lưỡi lên này, để lưỡi lên trên nhá. Xong ồ cái. Wow, oh, wow. Rồi tiếp. Đúng rồi. Talk. Đúng rồi, giỏi. Walk. Đúng rồi. Autumn. Awesome. Autumn. Awesome. Autumn. Đúng rồi, giỏi lắm. Đến bạn Phương bé nào. Bà bố Phương bé đâu rồi? Không phải vừa dùng vừa sạc đâu. Sạc mà. Không phải vừa dùng vừa sạc đâu. Đúng không? Cờ o. Xong em bảy em tờ ra. O này hơi dài ra một tí. Caught. Mạng lá của mạng có vẻ bị lát đúng không? Caught. Thì như mạng của Huyền Anh bị lát hay sao ấy? Cô thấy mọi người vẫn bình thường nhưng mà mạng của con nó bị đơ hình ấy. Thôi giờ cô sẽ gọi người khác nhé để cho mạng nó ổn định hơn. Phương lớn nào? Caught. Caught. Tốt. Daughter. 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 Đừng đọc thành doctor nhé. Doctor là bác sĩ, còn đây là do. Do, sắc đỏ. Daughter. Daughter. Đúng rồi, daughter. Daughter. Đúng rồi. Còn bác sĩ là doc. Doctor, đúng không? Doctor. Doctor. Đúng rồi, còn đây là daughter. Rồi, tiếp nha. Taught. Taught. Tiếp. Bought. Bought. In. Tiếp con. Yeah. Taught. Đợi coi tí. Ok. Đây. Talk. Rồi đúng. Culture. Đúng rồi. Father. Graham. Warm. Đúng rồi. Yep. Brown. Tiếp. Brown. Connor. Connor. Rồi. Huyền Anh nào. Huyền Anh tầng trên nào. On. On. Born. Tiếp.
Core. 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 Four. Four. Tall. Tall. Đúng rồi. Tiếp từ này nữa. Yeah. Wall. Đúng rồi. Water. Rồi. Phương bé nào? Talk. 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 Walk. 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 Không thấy âm cái à. Autumn. Đọc đi. Autumn. Autumn. Đúng rồi. Saw. Saw. Đúng rồi. Caught. Caught. Đến bạn gì nào? Đây. Daughter. Daughter. Rồi. Talk. Talk. Bob. Bob. Talk. Bob. Talk. Quarter. Talk. Quarter. Warm. Quarter. Warm. 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 Bob. Barn. Barn. Connor. Barn. Connor. Connor. Rồi, rất là tốt. Bây giờ cô sẽ cho các bạn video nhé. Đâu nhỉ? Đây, đợi chút một tí nhé. Chút xíu để có tìm về âm này đấy nhé. This vowel needs a lot of jaw drop. Ah. The tongue tip lightly touches behind the bottom front teeth, and the back part of the tongue presses down a little bit. Sorry, cái âm này âm khác rồi. Không phải âm đấy. Đây là âm A. Còn cái âm... sao cái âm này hình như lại thiếu à? Đợi một chút cô đi tìm cái âm đấy nhé. Finally. Ơi. Yes. Cô nghĩ chắc là cô đang bị mất cái file đấy, nó ở đâu mất tiêu rồi. Bởi cô không nhìn thấy cái âm đấy đâu cả. Make how to granite is just. Ờ, rồi con này cô sẽ đi tìm sau vậy. À đây, cô sẽ cho các bạn đây, cô sẽ vào cái này.
Các bạn có thể hay xem những cái chương trình của cái kênh này này, cô rất là hay xem này, các con có thể học. Và cái này ghi là hướng dẫn đọc âm. Cái này nó có một cái trang web của cái kênh cô hay xem. Đâu nhỉ? Mạng đơ quá. Đúng rồi, để hôm nào cô tìm xong cô chia sẻ cho nhóm vậy. Tại vì bây giờ cô tìm cái mạng nó làm sao ấy, không tìm ra được. Ok, bây giờ cô sẽ hỏi thử phản xạ nhé. Ở trong 20 câu ngày trước nhé, xem các bạn đã nắm được cái vấn đề của cái câu thì như nào nhé. 20 câu ở đây. 20 câu phản xạ đọc chuẩn các âm nhé. Ừ, con đúng. Học có đúng 20. Cô sẽ kiểm tra các âm của con. Cô yêu cầu phải chuẩn âm nhé. Và cô hỏi con sẽ trả lời trong 20 câu thôi. Nhưng mà con sẽ phải phát âm chuẩn. Đây không phải của tôi. Đức. This is not mine. Đọc chậm thôi. This is not mine. This is not mine. And this is not mine. This is not mine. Rồi, anh ấy có chơi bóng đá không? So he play football. Does he, nối âm nhá. Does he play football? Does he play football? Does he play football? Rồi, ok. Gia Linh, nhanh lên. Bây giờ cô sẽ đọc bất chợt, bạn nào phải lắng nghe nhé để trả lời cô nhé. Nhanh lên. Let's hurry. Đúng rồi, để S à. Let's. Let's hurry. Tốt. Let's. Gia Linh tiếp nhé. Đây có phải áo khoác của bạn không? This. Đây có. Is this your coat? Is it your coat? Đúng rồi, hoặc là có một cái kiểu nữa là is it your coat? Is it your coat? Rồi. Chị Lan, đó có phải chiếc xe đó có mới không? Is that car new? Ok, để mà ra được cái âm kha đấy, bật âm kha rõ, âm khờ rõ cho em. Hết cái âm khờ cho em. Không, nhấn chữ A lên. Ha. Lưỡi is, hơi cao lên nhá. Car. Ông xong con bảo đá ra phủ nhá. Uống cái âm R lên cho em. Car. Car. Đấy. Car. Is that car new? Đây, ví dụ trong is cái từ. Is that car new? Is that car new? Ví dụ nhá. Car new. Ví dụ của cái này chẳng hạn đúng không? Ở đây. Em sẽ vào cái này. Em chia sẻ cho mọi người. Car new. Đây nha, nhìn đấy này. Ví dụ như mình đọc là car new đúng không? Is that car new? Đúng không? Thì nó sẽ là như này, đúng không? Is that car new, đúng không? Nó thay là can you. Đúng không? Nó sẽ hiện ra như này, đúng không? Nếu chị đọc như thế đúng không? Nó sẽ là is that car new này, đúng không? Bây giờ chị sẽ đọc là is that car new. Thấy chưa? Is that car new? Đúng rồi, bật âm khờ hết cho em. Car new. Âm R, trọng đấy là chị hơi mồm tròn lên và đẩy cái âm R uốn lên một tí. Và đẩy hết âm K cho em. Nhấn chữ A lên. Car. Car. Is that car new? Is that car new? Rồi. Is that car new? Is that car new? Rồi, chính xác.
Còn nếu mà chị bật không hết âm khờ ấy, is that can you, nó không bao giờ nó ra được luôn. Nó chị sẽ như này này, is that can you, kha kha. Nhưng mà nó phải là âm r trong đấy nữa, và đẩy mạnh ra nhấn chữ a lên. Car. Đấy. Is that can you? Is that can you? Đấy, chị hình dung ra cái cách của đọc của chữ âm kha đấy chưa? Đấy, đẩy hết âm khờ lên, nhấn chữ a lên và uốn cái lưỡi lên cho em. Mình đây hay đọc là can you, đúng không? Thì nó là không hiện ra được chữ âm r trong đấy, chị thấy không? Nó không có hiện được chữ âm r, đâm ra nó không bắt được, nó thành chữ new là thành chữ n luôn. Thành chữ n nên nó sẽ hiện ra là can you. Đó, nhưng mà chị đọc âm khờ nhấn lên chữ a xong đó sẽ chị uốn cái lưỡi lên tí lại hình âm r. Car. Is that car new? Đấy. Đấy, mình hình dung ra chưa? Thì nó là đọc như vậy nhá. Đấy là cái để chúng ta cái âm từ đấy nhá. Rồi, Thanh Trúc, đồ ăn nhẹ này là của họ. These nice are theirs. Ủa? What is nice? Cái từ nice có cả âm đuôi hả mày nhỉ? Có đẩy âm ít nữa. These nice are theirs. Đẩy âm y cam nhá. These nice are theirs. Theirs. Tiếp nha. Bây giờ bạn có thích xúc xích không? Bạn Phương bé. Do you like hot dogs? Do you like hot dogs? Đẩy S à? Dogs. Đúng rồi. Bạn làm nghề gì? Duy. Bạn làm nghề gì? What do you do? Phương bé, bút chì này là của tôi. Bút chì này là của tôi. Nhanh, phản xạ nhanh con. Bút chì này là của tôi. Nói nào con. Mạng của con như bị đơ sao nhỉ? Cô hỏi con á, cô bảo là Phương bé mà. À cô, khổ nỗi cô cứ nhầm con với cái Phương bé, Phương lớn. Chết mất rồi. This pencil is mine. This pencil is mine. Đúng rồi, đẩy S ra nhá, list. This pencil is mine. Rồi. Bạn Gia Linh. Anh ấy không nói được tiếng Anh. Gia Linh. He can't speak English. Đúng rồi, English. Chú môi lên cho cô. English. He can't English. Speak English. He nhớ can't là cái nhớ là English. Cái can't. Nhớ là phải có âm can't. He can't speak English. Speaking, nối âm luôn. Speak English. He can't speak English. Đúng rồi. He can't speak English. Đúng rồi. Còn bạn nào chưa được gọi tên nhỉ? Bạn nào Huyền Anh? Đây là những cái gì? What are these? Đúng rồi. Tiếp nha. Bộ phim này thật thú vị. Đức. This
This movie is interesting. Đẩy S sao cô? This movie is interesting. This movie is interesting. Interesting. Đúng rồi. This movie is interesting. This movie is interesting. Interesting. Con nhấn interest. Con bị nhấn chữ stress rồi. Nó phải nhấn chữ in. Con đang nhấn chặt âm sai của tự. Interesting. Đúng rồi, nhấn chữ in lên. Interesting. Đang cái giọng của stress. Đúng rồi. Thanh Trúc. Just then nào là của chúng tôi? Đây à, nhưng mà con không nghe được mẹ ơi. Just then nào là của chúng tôi? Which car is ours? Which car is ours? Thẳng ngồi lên nhá, ngồi thẳng lên nhá. Rồi, đến chị Lan. Camera này là của anh ấy. This camera is his. It's him. His camera is his. His camera is his. Nếu mà mình sửa ấy, mình đọc chậm thôi. Để lưỡi the này, the, this, gì đó ta, this, 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 camera, camera, this camera is his. Đúng rồi, đến Gia Linh, Ninh An nha, tôi đang bận. Gia Linh, tôi đang bận. Là gì con? Tôi đang bận. I'm busy now. Đúng rồi, I'm busy now. I'm busy now. Now. Đúng rồi, cố gắng phản xạ nhanh hơn mà không cần phải nhìn nhá. Lúc nào? David nói tiếng Nhật tốt. David speaks Japanese well. Lại lần nữa nào. David speaks Japanese well. Đúng rồi, David speaks Japanese well. David speaks Japanese well. David speaks Japanese well. David speaks Japanese well. Okay. Phương lớn nào. Cái này là gì? Phương lớn. Cái này là gì? Phương bé nào. Thay câu đấy luôn nào. Cái này là gì? What is this? Đúng rồi. What is this? Nối âm luôn nhá. What is this? Nếu mà để nối âm ấy mà con ra được, ví dụ như hay mình đọc là is it đúng không? Hoặc là nó sẽ là what is it như này đúng không? Nhưng mà mình sẽ phải đẩy S ra và mình ngân nó ra một chút lại.
is. What is this? Đấy thì nó sẽ ra được này. Đấy ạ. What is this? Là mình mặc dù mình nối âm nhưng mà nó vẫn ra được cái chữ this, đúng không? What is this? What is this? What is this? Đúng không? What is this? What is this? Đấy, thì mình vẫn nối âm được mà mình nó vẫn ra được. Còn nếu mà what is it? What is it? What is it? Nó lại như thế này này. What is it? What is it? What is it? Đấy con nhìn thấy âm T I I T không? Bởi vì nó không đẩy chấm S. Đấy, nhưng mà mình đẩy nó ra và mình ngân nó ra một chút xíu this. What is this? What is this? Đúng không? Ví dụ như là does he play football? Đúng không? Nếu mình đọc là da, mình đừng hãy mình đọc là da he, đúng không? Does he, đúng không? Does he play football là tách rời ra là does he play football, đúng không? Does he play football, đúng không? Thế thì mình nối âm vào là does he, ngân nó ra, does he, does he, does he play football? Does he play football? Đấy, does he play football? Âm Z nó là âm rung nhá. Gì? Does he play football? Does he play football? Đấy, thì nó sẽ rung, thì nó sẽ bắt được. À, đấy, anh này đang nối âm và đó là âm Z của âm đấy. Nối với chữ Y là does he? Does he? Đó. Tiếp, bạn Huyền Anh nào? Chiếc xe nào là của chúng tôi? Which car is ours? Which car is ours? Which car is ours? Which, bật âm chờ ra. Which car is ours? Which car is ours? Is ours? Rồi, đến tiếp nha. Chị Lan nói cho em về câu. Mấy câu rồi cô? Nhạc này hay. The music is good. This music is good. This music is good. Tốt. Tiếp nha. Sẽ đọc cho em. Chiếc xe này là của chúng tôi. Mấy câu rồi cô? The car. That car. Which? Chiếc xe nào? Which car is ours? Bật âm chờ cho em. Which? Bật âm chờ ra. Which? Which? Đúng rồi. Car is ours. Giống như kiểu ngày xưa mình hay chửi nhau con chó này đấy, kiểu cái âm chờ nó là which, đúng không? Đấy. Which. Mình hay chửi nhau là con chó này, đúng không? Thế thì cái âm which đấy thì mình gọi là which đấy. Đấy. Which, which car is ours? Which car đấy, which âm car is ours? Which car is ours? Đấy, hôm nào chị thử tập mấy cả Google xem nhé. Mấy cả 365 nhé. Đấy, tập những cái âm which car is ours? Which car is ours? Đúng không? Hoặc là những cái câu which car is ours? Mọi người hãy chú ý tập với cả 365 những cái từ âm S này, âm ch này, hay là những cái âm nối âm này, để xem mọi người sẽ phát hiện ra xem là có nối âm được không. Đấy, ví dụ như là một trong những câu mà khó nhất là cái câu mà đồ ăn nhẹ này của chúng ta của chúng tôi ấy, cái âm đấy âm S rất nhiều luôn, trong xuất hiện tần suất kinh khủng luôn, đúng không? Mà nó lại là còn căng với mềm ấy. Cái câu đấy trông thế thôi nhưng mà lại rất là khó đấy. Ví dụ như từ these snacks are theirs. Đấy, these snacks are theirs. These snacks are theirs. Đấy, lúc được lúc không, nhưng mà đấy là mình phải luyện ra được nó như vậy nhá. Đấy, ta cái này chỉ có luyện thôi, chẳng có cách nào khác cả. Bản thân em bây giờ nếu mà đọc nhanh, nhiều khi mà tức là mình luyện chập, luyện nó thật chậm đã, chỉnh các âm căng ra. Từ nào nhá, mà ví dụ như trong quá trình mình đọc ấy, mà từ nào mình không ra nhá. Đức ơi, nghe này. Đức, tập trung này. Từ nào các bạn không ra nhá, các bạn hãy tập với từ đấy. Ví dụ như là cái từ is this your coat? Như ví dụ như từ này đúng không? Từ coat của cô không ra đúng không? Is it your là ra được rồi, nhưng mà coat không ra đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ tập là coat hay là coat? Đúng không? Coat. Is it your coat? Is this your coat? Is it your coat? Is this your coat? Is it your coat?
Đấy, tức là khi mà được câu rồi nhưng mà nó lại hỏng mất chữ this, đúng không? Bởi nó bị it. Vậy thì mình phải luyện bằng cách là chậm lại. Coach, như từ câu mình bị lỗi này thì mình đọc 5 lần, 10 lần, 20 lần của từ coach. Coach, 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 coach. Hoặc là is this, is this, is this, is this, is this, is this, is this your coach? Is this your coach? Is it your coach? Coach, 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 is it your coach? Is this your coach? Đó, tức là mình sẽ phải tập nhiều lần tự dưng nó sẽ ra được nhá. Những cái từ nào mình hay bị lỗi, ví dụ như mình đọc nhanh tính từ is this, nó không đẩy ra được, hay thành âm T đúng không? Thì mình sẽ đọc là is this, 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 is this. Tức là thật nhiều vào để cho nó, cái lưỡi của mình nó mềm ra và đồng thời cái não của mình nó tiếp nhận cái từ đấy nhiều lần là nó thành thói quen, nó đi vào tiềm thức nhá. Đấy, sau tiếp theo cái từ nào mà mình không đọc được, dự từ coach, 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 hoặc là coach, mình hình dung ra nó là cái gì, lúc thì coach, coach, hoặc là coach, hay là coach. Đấy, tức là mình sẽ phải tự chỉnh nhá, bằng cách là mình đọc nhiều đúng không, mình chỉnh các âm của mình. À, cái này nó là coach, tức là mình đang bị âm đờ đúng không, thế thì mình phải chỉnh nó lại là âm tờ, thế là coach, 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 tức là tờ nhẹ thôi, còn kia là mình bị âm đờ rồi đúng không, là coach, 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 đúng không, thì nó lại là âm đờ nhá. Thế nhưng mà em chuyển sang là đấy, lúc mình đọc nhanh thì mình không để ý, nhưng mà mình đọc chậm lại này, coach, 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 đó thì mình ra được chưa. Đấy, tức là vì cái âm tờ nó, lúc mình đọc đấy là vì cái lưỡi của mình ấy nó đang bị âm đờ, thế mình phải chỉnh nó lại thành âm tờ và đọc chậm mà. Sau bắt đầu mình đọc nhiều lần ra, 20 lần thủ từ đấy ra cho em, nốt vào cho cô, chỉ có cách luyện như thế thôi, từng câu một. Hoặc hôm nay mình mục tiêu mình chỉ tập 3 câu thôi, nhưng 3 câu là phải ra bằng được, và đọc một câu từ nào mà không ra được ấy, mình đọc khoảng tầm một từ đấy khoảng tầm 20 lần, 30 lần đi, ra cho nó nhiều vào, xong bắt đầu là mình tập. Đấy, chỉ có cách như vậy thôi, cứ chậm nhưng mà chắc, được chưa? Mọi người hãy nộp bài bằng cách là đọc như cái này này thì sẽ là ổn hơn này. Hoặc là ai có cái máy quay nhá, điện thoại ấy. Đây, em sẽ chỉ cho mọi người xem nhá, trên máy quay điện thoại, không biết là có một số người đã có cái phần đấy không, nó có một cái như kiểu như là quay màn hình ấy, quay phim màn hình ấy, đây này, như kiểu của em này này, có cái phần quay màn hình này này, được không? Đấy, ấn vào đây này. Được chưa ạ? Đấy, thế thì nó sẽ hiện ra một cái phần record màu đỏ đỏ này này, để mình quay nhá, quay trực tiếp trên màn hình. Thế bây giờ em sẽ vào cái Google, chẳng hạn như là em sẽ vào cái đây, vào cái Google Translate đi, Google dịch đi. Đấy, sau đấy thì em sẽ vào cái phần mic đâu, ví dụ như là đây, cái mic đây. Đấy, nhưng mà em vẫn record nhá, em vẫn ấn vào phần record này, được chưa? Em vẫn record của cái phần mà em đang nói ở ngoài màn hình nhá. Xong em ấn vào đây này, coach, 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 coach. Mình có thể dùng cái, thực ra để mà cho đỡ mất thời gian ấy thì em dùng 365 là nhanh nhất, bởi vì em đọc sai đâu là em nhìn được luôn, thì em sửa luôn và nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho em hơn và em luyện nó dễ dàng hơn, đúng không? Còn ví dụ như là cắt cắt thì đôi khi mình đọc sai xong rồi mình cũng không biết được từ nào sai, hoặc đến khi mình phải xem lại cả cái clip ý thì mới biết được từ đấy là mình đọc sai. Thế còn nếu như mà chị mà tập với mọi người mà tập 365 ý, mình đọc sai từ nào là mình chỉnh luôn, mình uốn luôn cái lưỡi đấy và mình đọc nhiều lần của cái từ đấy, mình luyện tập, thì nó tiết kiệm thời gian cho mọi người hơn và mọi người cũng sẽ luyện tập tốt hơn. Đấy, thì mọi người sẽ tập như vậy thôi. Được chưa ạ? Đấy, thì hôm nay buổi học của mình đến đây là kết thúc nhá. Chúng mình chụp ảnh với nhau nhỉ? Nào, bật lên nào, bạn Phương, bạn Di ơi. Nhớ nhá, bạn Phương, bạn Di, bạn Đức này, bạn Huyền Anh này, bạn cả Phương bé, Phương lớn này, và cả mọi người, tất cả mọi người là hãy tập 365. Đấy là một cái phương pháp mà mình chỉnh sửa cũng như là uốn nắn là tốt nhất đấy. Đâu rồi, thanh niên kia lại bị ao mạng mất rồi.
Bỏ cái màn hình mờ đi con ạ. Linh bỏ cái màn hình mờ đi để cho nó nhìn rõ mặt cả luôn. Ok. Đợi bạn Phương một tí nhá, xong là bạn ấy sẽ vào. Rồi. Chúng mình chụp hình nhá. 1 2 Bạn Linh bỏ cái đèn ra cho nó đỡ bị sáng chóe và màn hình nó bị lòe là không rõ hình của con. Con chỉ cái đèn ra chỗ khác, đúng rồi. Nào bây giờ nhá. Ôi giời, tối um. Rồi, được rồi. 1 2 Bị sáng quá Linh ơi. Con chỉnh cái đèn ra một tí. Hình như cái mạng nó lại bị đơ. Mẹ ơi, con vừa bị đợi đơ mạng rồi. Chụp lại đi mẹ ơi, con vừa bị ao. Rồi, đợi một chút, chắc là mạng nó đang bị đơ đấy. Mạng nó rung. Bạn Linh đâu rồi nhỉ? Đợi bạn Linh một tí. Tập đọc thấy các bạn học tiếng Anh có thấy vui không? Thấy vui hay là không vui? Vui thì giơ tay và không vui thì lắc đầu. Ôi trời ơi, mạng ơi là mạng. Ok, chúng mình bắn tim nhá. Hình như mạng đến đây bắt đầu giờ cao điểm nó bị lag hết cả rồi. Linh rất là vui đúng không? Cảm ơn Linh nhá. Bạn Linh rất là tích cực luôn. Gia Linh rất là giỏi đấy. Em Gia Linh mới học lớp 3 thôi, nhưng mà em rất là cố gắng đấy các bạn ạ. À. Em ý rất là chăm nộp bài luôn nhá. Anh Đức nhá. Anh Đức phải học tập em Linh đấy nhá. Cả anh Duy nữa nhá. Hai anh học tập em nhá. Gia Linh mới có học lớp 3 thôi, nhưng mà em ý rất là chăm nộp bài đấy. Nào, ôi sao cái mạng nó bị làm sao ấy nhỉ? Tôi đến chết cái mạng này thôi. Cô. Thôi con ao trước đi mẹ nhá, không chụp đâu con đi tắm đây. Ok. Cái mạng này nó bị làm sao ấy. Để cô xem nào. Cô chụp luôn đi. Mạng nó cứ ao ấy cả ra. Lại nhá. Bắn tim lại nhá. Hình như là nó bị mất hình rồi. Lại nào. 1, 2, 3. Rồi, được cô chửi lại nhá. Không bé. Ơi. Ok rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhá. Hẹn cả lớp buổi sau nhá. Chào cô. Ở đây. Chụp với. Khổ quá. Bạn ấy tâm trạng ghê luôn. Chào cô. Sao? Đây cho chụp ơi nè. Đây. Đây những buổi em học con học tim này. Thì trái tim. Được rồi. Con thích nhà cô. Rồi, cảm ơn các con nhá. Đấy, Teddy xinh tươi rồi nhá. Okay. Bye bye.